Chúng bánh cua mọi người ơi. Máy quay. Đó, rửa mấy tàu tầm 2 phút xong thì rửa mấy cái đồ trên tàu. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là lần đầu tiên sau mấy tháng không đi câu cua. Giờ hôm nay cuối tuần, mình với mẹ và một người bạn của ba mẹ để đi câu cua. Đó, giờ đang ở trạm đổ xăng, sẵn lấy cây làm sạch kính xe trước đi. Đó. Hôm nay trời đẹp, hy vọng ra có cua, có cua đem về. Để chiều nay có tiệc birthday thằng cháu cousin, cháu em của cousin, con của cousin. Giờ là đang đổ xăng, bên kia nó đang kéo ATV đi chơi kìa ha. Đó, bao nhiêu tiền xăng đây? 22 gallon xăng 110 mấy đồng. Quá dữ luôn. Đó, bây giờ ở Oregon là tự đổ xăng rồi, lúc trước là có người tới, giờ phải tự đổ. Rồi, giờ lên xe và đi tiếp, một tiếng nữa là tới chỗ câu cua. Ồ, bên kia xa xa rồi nó kéo ATV đi kìa, quá trời đã chưa. McDonald's. Đây mẹ mình, mẹ mình với cô này cũng người Huế. Lên xe. Đây là tàu câu cua câu cá của mình. Hôm nay là 6 cái lồng, số cái canh nước. Đó, máy móc ok đầy đủ. Bắp tờ máy xì cua 3.5, máy lớn 90. Rồi ok, giờ đi đây. Thế là sau 1 tiếng 45 phút lái xe thì tụi mình đã tới nơi Net Tập Bay, nơi nhà mình hay đi câu cua ở đây. Tại vì ở đây êm, thời tiết đã hơn mọi nơi. Giờ thả tàu ra xuống rồi, giờ chuẩn bị lái tàu ra để chỗ thả cua và bỏ đồ, bỏ lòng. Chiếc tàu kia nó chạy nhanh thế nhỉ. Bữa nay có khoảng 10 chiếc tàu. Đây là tàu của mình. Dám dám vào. Ủa, tàu kia nó nhiều lồng quá chưa. Đây là tàu của mình. Thôi giờ lên đè máy và đi. Có trên tàu. Ba mình đang làm mồi.
xa xa bên kia có mấy người đang chơi hoặc là đào sò trên bờ kìa. Rồi thảy lồng số 2 luôn. Má móc canh chưa? Đó. Đó, nhiều bộ má là móc canh đó. Dặn cái nắp canh lại nha, cho chắc nha, sợ để lâu. À, để giờ hai cái chi mà dặn tao cái này cũng dặn. Đó, kiểu như ở trên biển không có cái nắp. Thôi, mình dư mà đâu có thiếu đâu. Bỏ mồi vô nè. Nó đầy luôn. Nhiều nhiều vô, cá nó cua nó mới thích. Nhiều vô cua nó mới thích. Rồi. Đã luôn. Cô thấy không cô? Mình sẽ đeo khẩu trang vậy? Đi cho biệt có biệt á. Dạ. Nè má, gỡ ra lấy một cái nè. Nhiệm vụ này trừ lương quá. Rồi thấy luôn lồng số 3. Đợt trước phải mua 1.5 đồng con, 1.25 đồng con. Cái hòn đá là nơi tụi mình hay đi câu cá bú á, cá linh cốt, cá đồ này nọ đó, rock fish á. À, giờ lồng thứ 5 chuẩn bị. Hôm nay quá đẹp. Giờ có cua nữa là đẹp nữa. Cô qua Mỹ bao lâu rồi? Hai năm mấy hả? Hai năm. À, lần đầu tiên trải nghiệm với câu cua. Cô này người Huế, cho đeo khẩu trang rồi giới thiệu người Huế mà giống che khẩu trang rồi trời. Trải nghiệm đi câu cua lần đầu tiên. Lồng số 5. Rồi thả nó luôn.
tàu bên kia cũng đang thả lòng kìa. Bốn người bên kia, bốn thành viên, bốn người lớn tuổi. Bên này là bốn người trẻ trẻ, bốn người sồn sồn. Má bơi bơi. Sồn sồn trời, bình thường chứ sồn sồn gì. Sồn sồn. Làm hàng cái nóng. Ông ba luồn cái dây dưới lại coi chừng, để vậy là mấy con hải cẩu nó ăn á, là móc cái luồn dưới cái này lại đó, mất công mấy hải cẩu nó qua nó phá là banh banh luôn á. Rồi thả lên đi. Rồi 6 lồng cua đã được thả. Cái thùng đầu tiên lại đứng neo lại và khoảng 30 phút thì kéo lên. Giới thiệu sơ mấy bạn là cái này là cái máy câu cua, là lúc mua khoảng 500 đô để kéo cua đó. Quay vô, bỏ dây kéo vô, chạy bằng điện. Thì tàu mình nhỏ nhưng mà mình bắt hai bình luôn cho chắc ăn. Bình này với một bình này, hai bình mới toan luôn, xài luôn. Tàu mình đi câu cua đi câu cá là thích lắm, tại rộng rãi. Hôm nay dẫn cô này là đi tham quan, đi trải nghiệm cô người Huế. Trên tàu có để bếp ga rồi sưởi ấm rồi này nữa, có đồ nấu nước, đồ nấu mì tôm đầy đủ luôn, phao cứu sinh, phao cứu hộ. Giờ thả lòng hết trơn rồi thì chờ 30 phút sau quay lại để lấy. Nóng quá. Hôm nay thời tiết đẹp. Hôm nay thời tiết đẹp, không không có lạnh. Cởi đồ, giờ cởi đồ ra bớt. Còn đây là mồi câu cua nè mấy bạn, là mồi cá bẹ lúc trước mình đi câu, giờ để dành để câu cua. Giờ mua câu cua rồi. Ủa, mua cái cục này gác mấy không, cục nhựa không, 4 mấy đồng, 43 đồng. Mấy rồi mình. Rồi giờ nghỉ ngơi. Giờ thì ba mẹ và cô lấy đồ ăn ra. Em biết cái license đó tớ. Dạ, cái license đó. Đây. Trời em biết. Tiểu cô này cũng là người Huế mà cũng tình Huế luôn, người Huế. Người Huế tình Huế. Người Huế tình Huế. Ở đâu? Ở Thừa Thiên Huế luôn hay là ở đâu? Quảng Điên. Cố đô Huế. Quảng Điên. Cách cố đô Huế. Làm bài ca Huế nghe cô. Cứ giật ra tao đem cái mic đi. Nó đợi đem em với cái micro đi. Tao giật biến đó. Đấy giờ hát không thôi. Giờ hát không nữa đi. Giờ đây mà có cái kèo kéo á. Lần sau đi đem. Là mà ông ba mặc đồ vô này, tập về đồ vô professional.
kéo. Chuẩn bị 3 phút nữa là kéo. Wow, ở trên kia mấy con chim nó bay xuống nó gấp cá kìa. À, nãy giờ 9 giờ là qua kéo lồng, bắt đầu kéo lồng lên những con cua đầu tiên cho cô Quế coi. Giờ mình lấy tàu đi qua lấy lồng số 1 đầu tiên. Có cây móc nha ba. Vị trí giờ chạy tới lấy lồng số 1 trước. Thế là cái lồng số 1 đã được kéo lên. Bỏ vô máy. Đúng rồi. Có cua. Quá đã luôn mọi người ơi. Mẻ đầu tiên, cái lồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi, đồ ngu. Trời mình dán mấy tụi nó đó lâu giờ. Lượm mấy con cua đực bỏ vô cái. Dạ, đó đó đúng rồi. Trời ơi. Bỏ bò vô. Trời ơi. Trời là trời. Wow, quá trời luôn. Mê luôn. Coi nè. Ôi, quá trời quá đất luôn. Vui hay chưa? Cái lồng đầu tiên thôi, thả lại ở đây luôn ba. Thả lại luôn. Wow, quá trời. Nó vô cái mẻ cua dữ dằn luôn. Trời ơi. Một đã quá trời, giờ lên lồng số 2 coi thử như thế nào nè bà con ơi. À, mọi người ơi. Tại con đang quay phim nên để cho nó cái chạy cái lái á. Okay, kéo vô. Lên lồng số 2. Lên lồng số 2 sao đây? Lồng số 2. Hai con. Lồng này không có cua. Phá hết mồi luôn. Bị phá hết mồi rồi. À, hàng gì nên con kêu phải chết trước. Bị hở cửa nên phèo vô lồng này. Quay. Mấy con cua nó rớt xuống nè. Trời. Đã quá trời. Trúng cua mọi người ơi, lồng số 3 trúng cua nữa nè. Quá trời cua luôn. Đã chưa? Hôm nay nước lỡ nè, đi đã. Thích không cô Quế? Trời ơi, đã chưa? À, mấy con nhỏ liền xuống đi. Lấy con bự ơi, mình lấy mấy con đực bự á. Mấy con cái ném xuống cho nó đẻ ra. Nó đã. Rồi, thảy đây lại luôn nha ba nha. Đã
ảo quá. Mình thải lại thì mình phải chích ra. Cái lồng số 4 lên. Không. Đang dưới mạng thì lồng số 4 này chắc vậy dài á. Ba mình đang dùng máy kéo nè. Coi thử nè. Quá nhỏ rồi nè. Bạn kéo lồng số 5. Thành công hết rồi, thành công hết rồi. Kỳ này trúng mánh, kỳ này trúng mánh. U dậy 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 luôn. Lồng số 5. Đất. Trời bự không ạ. Đây ông ơi. Con bà nó nhiều hơn hồi nãy nữa. Trời ơi. Trời ơi. Đó, mấy mê chưa? Giờ bỏ mồi lại, bỏ điểm lại luôn. Điểm nào mà có là bỏ lại à. Điểm nào là có là bỏ lại thôi. Trời ơi, một cua lờ cua bự. Cua bự quá trời bự luôn, con có một mấy. Bỏ mười mấy con. Bỏ xuống biển rồi. Xuống 16 con bỏ xuống. 17 18 19. Trời ơi con bỏ. Thả lại hả? Dạ thả lại. 20. Hai mươi bốn con thả xuống lấy được tám con giờ là lồng cuối cùng lồng số sáu được mấy con cua à. Được mấy con cua mà cua bự. Ô hai con cua bự chà bá luôn. Trời là trời. Hai con cua bự chà bá luôn. Rồi. Giờ đi kiếm chỗ khác thả. Chỗ này không có. Ăn hết mờ luôn, bị hở mờ sao chứ. Hết mờ rồi. Coi cái nó bò đang đi lửa nào không á. Hết mờ rồi thấy chưa. You guys doing good? Đó nó cũng kéo lên lông bụng thôi. Tại con chỗ này cũng nhiều quá con à, nó bị ra đó. Bị ra đó. Giờ thảy xuống chỗ đây cũng được nè. Không để nó thảy vô lại. Không, để là thảy vô cái lồng, thảy xuống đây nè, lồng số 6 nè. Tại vì mà nó nhiều nhưng mà nó bị xảy ra đó. Coi mấy cái cổng lại. Rồi thảy xuống thôi. Rồi về neo lại. Quá đã. Không đâu, nó đang kéo lồng mà. Mình thảy đi không sao đâu. Nó bỏ thảy nó thả xuống đó. Nó chưa lồng đang ấy mà. Con kia thảy xuống đây đi không sao đâu. Đó.
về chỗ neo của mình để lựa cua và đếm số lượng. Quá đã. Giờ tàu mình thì đang neo lại, mấy tàu kia chạy vòng vòng. Hôm nay có 1, 2, 3, 4, tàu mình 5, 6, 7, 8, 10 tàu. Nước nó ra đấy không con? Mình đổ ra chứ nước bắt đầu nước nó ra nhiều. 10 tàu. Mỗi tàu trung bình 5 tới 6 lồng, sáu khoảng 60 lồng cua. Chị kia chạy vô thì muốn mấy chú hải âu đang bay lượn. Giờ để coi tàu này qua kéo lồng coi thôi có. Lên coi có cua không, coi có cua không, lên cua không, có mấy họ phải kéo bằng tay. Ôi, bị chê rồi, bị chê hết thấy cua rồi. À, cũng có cua, chúc mừng bạn. Quỷ đi la nữa, tôi là chi, nhưng chị đi chọn. Giác thứ hai kéo lồng. Sau 35 phút nghỉ ngơi, giờ là giác thứ hai kéo lần hai, hy vọng là xong lần này luôn là về sớm luôn. Nào. Rồi đứng rồi. Nặng. Nó chạy đấy. Ôi con kia bự nó chạy ra rồi. Rất hai con uổng quá. Rất hai con bự. Uổng quá uổng luôn. Rồi không sao. Đầy đủ luôn. Rồi tôi. Không cái thùng nào ấy ra. Thôi nè nè. Một. Mở như vậy mà. Hai. Thu dây luôn mà. Bốn. Ba. Con kia nó 8. Không, con kia kìa. Con gần chân con 3. 8. Rồi con có con trái bỏ. Rồi bỏ. Rồi lấy được 8 con. Rồi thảy xuống dưới biển luôn cô. Thảy lại luôn. Rồi phim luôn nè. Đó, đổ cua xuống biển lại. Cua trái nhỏ. Rồi. Thu dây luôn, thu lòng. 8 con. Ok. Giờ qua lòng số 2. Giờ là lòng số 2 lên. Cố. Đó, lòng số 2 có. Không phải lên được nữa. Đó. Đó luôn. Thành công mọi người ơi. Hôm nay về sớm rồi mọi người ơi.
Thì này cái hai nhát là đủ rồi. Ô trời, nó ăn mà hết luôn. Hết ấy luôn rồi. Quá trời mồi mỡ luôn. Khỏi mất công dọn. Bỏ xuống biển này, cua cá bỏ xuống biển này cho nó đẻ. Cua cá bỏ xuống biển này. Ủa, làm cho hai cái hai con hả? À, ok, cũng được hai con được. Con dưới nữa kìa. Con đó con đực á, nhìn màu biết. Con đực á, bỏ cho đi qua đây cho bỏ dây chị để miệng không có mình. Hai được ba con, hai quá để bỏ qua đó bớt mất. Là
lồng tiếp theo còn 3 lồng nữa. chưa, 3 lồng này nữa là đủ. Này là đi câu khỏi sợ lồng. Ô, hai cẩu kìa. Tàu chạy song song với cái dây lồng cuôi này, kéo nó nhẹ, nó nhiệm vụ của mình vậy đó. Thu lồng về sớm là đúng rồi. Thu lồng về sớm là đúng rồi. Còn hai lồng trên nữa. Giờ chắc phải kêu ai qua cho quá. Bây giờ mình có lấy hay con? Lấy mà bỏ vô trong cái này đây ra. À mà thôi lồng này cũng trái là nhiều. Trái nhiều lắm. Rồi. Giờ qua hai lồng cuối cùng. À, đây nằm đây luôn. Ném cá như xuống là hải âu nó qua liền. Cái con này nhỏ, cái này nhỏ. Cái chỗ này con cá nhiều quá. Nhớ kiểm tra bỏ con cá xuống hết. Không, đâu có lấy con cá. Còn hai lồng mới tiền chứ. Bỏ luôn rồi bác, nhỏ quá. Nhỏ đi, nhỏ bỏ, nhỏ đi. Để đó, cứ dẫn mày đo lại đi. Bỏ đi, bỏ quá. Cái đó, ông làm sao má rồi bỏ luôn. Để còn hai cái nữa bỏ, để. Nó bỏ xuống kia hết rồi mà. Cái có 1 con, 2 con à. Bỏ lên chỗ chân mày 2 con nữa. Rồi, tí nữa dừng lại tàu, kiểm tra lại chất đi cho bớt. Cho mấy ba kìa, 4 lồng rồi đó. À, cái cổng lồng số 2 nó bị hở lên ngoài ta. À, ông ba tới rồi nè, để trước cái xong rồi. Tới ông ba. Giờ tới lồng nữa. Đủ khỏi cần đếm nữa, đủ rồi. Nước đã êm, kéo cái máy thấy tịt tịt là biết rồi đó. Kéo cái máy biết tịt tịt là biết rồi đó. Lại nó đứt dây luôn. Nó cắn mà đứt dây gì luôn. Bên góc này. Bên góc này. Cuối cùng hết.
Về gà lại. Về lấy cái con ốc bò để tép. Ờ nhưng mà nó không có chập được. Được. Nó còn chứ là sao mà. Hai chưa. Giờ lên lấy cái lòng cuối cùng nữa là về luôn. Hôm nay về sớm. Lòng số 6, lòng cuối cùng. Ba con bự. Yeah. Đủ rồi, đủ. Đủ rồi. Thôi. Đúng không? Cười hết rồi, má. Yeah. Chúng mắt cua mọi người ơi. Quá đã luôn. Đây, hôm nay câu cua thật là thành công, đi hai giác thôi là đã đủ số lượng và đi về. Giờ thu lòng. Quá đã mọi người ơi, đúng là bỏ câu cua mấy tháng nay là xong, giờ đi câu cua lại. Quá đã, thành công. Thành công, thành công, thành công. Nè, cùng ra mọi người coi cua đó. Đã chưa? Rồi tạm biệt mọi người nha. Rồi giờ vô bờ kéo tàu về. Mọi người ơi, mọi người nhìn camera. Ông ba. Vô nhìn. Thành công cua. À, nãy giờ kéo về nhà xong rồi dọn dẹp, giờ là rửa mấy tàu. Sau khi đi nước biển về lúc nào cũng là nước rồi để rửa trên tàu. Đây là sản phẩm cua mang về và mẹ mình làm cua rang me, cua xào me chứ. Đã chưa? Cua rang me, cua rang me, cua xào me, cua.